Tiểu sử Di Hưng, diễn viên chuyên đóng vai Giang Hồ, bảo kê và niềm khao khát vào vai tử tế. Đối với khán giả của phim Việt, diễn viên Duy Hưng chắc chắn không còn xa lạ. Dù không đóng nhiều vai chính, nhưng Duy Hưng luôn để lại những ấn tượng khó quên trong lòng khán giả bởi lối diễn nhập tâm, cuốn hút và tự tin. Diễn viên Duy Hưng tên đầy đủ là Nguyễn Duy Hưng. Anh sinh ngày 15 tháng 8 năm 1989 anh tốt nghiệp trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội năm 2014 và đầu quân cho nhà hát kịch Hà Nội. Một số vở kịch mà Duy Hưng từng góp mặt như Trái tim trong nắng, Vài Lê Văn Bốn, Bỉ Vỏ, Vài Quan Tây, Vùng Lạnh, Vài Phú Sẹo. Diễn viên Duy Hưng chạm ngõ phim ảnh lần đầu tiên với vai Hoàng Mặt Sắt trong bộ phim Người Phán Xử. Duy Hưng là diễn viên của nhà hát kịch Hà Nội. Duy Hưng đã có khoảng thời gian 4 năm gắn bó với nhà hát kịch Anh miệt mài rèn luyện, mài rũa khả năng diễn xuất với từng vai diễn nhỏ nhất trên sân khấu Diễn kịch nhiều năm nhưng không được nhiều khán giả biết đến Vai diễn Hoàng Mặt Sắt chính là vai diễn đầu tay của Duy Hưng trên màn ảnh nhỏ Anh xuất hiện trong tập 15 của bộ phim Người Phán Xử Gương mặt hung tợn, thủ đoạn tham nham hiểm và tàn nhẫn Duy Hưng trở thành cái tên gây tò mò cho khán giả. Hoàng Mặt Sắt được giới thiệu là kẻ học được cái đầu của Phan Quân và sự tàn bạo của thế Chột Hoàng Mặt Sắt của Duy Hưng là gián điệp ba mang. Nhiều khán giả không hỏi tò mò làm thế nào mà Hoàng Mặt Sắt lại qua được ông trùm Phan Quân và Lương Bóng. Duy Hưng chia sẻ cảm nhận là diễn viên truyền hình thì cuộc sống sôi động và hào nhoáng hơn hẳn nhưng mục đích lớn nhất của anh vẫn sẽ là gắn bó với sân khấu mặc dù diễn viên duy hưng thường xuyên đảm nhận những vai diễn hung tợn trên phim nhưng ngoài đời duy hưng là người hiền lành và giản dị anh có thể thay đổi cơ mặt từ hiền lành ngơ ngác sang độc ác đáng sợ chỉ trong vài tích tắc ngắn ngủi với vóc dáng cao to thân hình vạm vỡ và gương mặt bặm trợn nên anh thường xuyên được các đạo diễn chọn mặt người vàng cho các vai diễn giang hồ phản diện. Mặc dù là diễn viên nhưng Duy Hưng cũng như các anh chị em khác trong nhà hát, đôi khi kiêm luôn cả nhân viên hậu đài sắp xếp và dọn dẹp bối cảnh. Anh cũng đã đóng nhiều dạng vai nhân vật cả trên sân khấu lẫn truyền hình như công an, bộ đội, quan tây, tù nhân, ăn xin người dân tộc. Nhưng Duy Hưng muốn thử sức ở những vai thiền về nội tâm để làm mới mình. Đỡ bị đóng khung ở những vai tay chân cờ bắp Diễn viên Duy Hưng và diễn viên Thúy An vai hương phố trong phim Người Phán Xử Là kẻ thù, đối thủ không đội trời chung trong phim Nhưng hai người lại là những người bạn thân thiết với nhau Như ruột thịt ở ngoài đời Thúy An từng chia sẻ Duy Hưng mặc dù mới chỉ là diễn viên trẻ Nhưng rất chuyên nghiệp và cầu tiến Từ những vai diễn trên sân khấu và truyền hình Đều đầu tư và học hỏi tuy tuổi nghề còn trẻ nhưng diễn chung với Duy hưng tôi luôn cảm nhận được điều gì đó rất tự nhiên diễn viên Duy hưng là học trò của nghệ sĩ nhân dân hoàng dũng thầy giáo chủ nhiệm đã dạy anh từ những ngày đầu với nghệ thuật diễn xuất nghệ sĩ nhân dân hoàng dũng là người truyền lửa chắp cánh cho niềm đam mê nghệ thuật của anh sau thành công của vai diễn hoàng mặt sắt trong phim người phán xử Duy Hưng đã được mời vào vai Nghĩa trong bộ phim Quỳnh Búp Bê. Quỳnh Búp Bê có hai phần và đều góp mặt trong cả hai phần của bộ phim. Ở phần 1 của phim, Nghĩa bảo kê không có quá nhiều đất diễn mà chỉ dừng lại ở các cảnh tra tấn dã man các cô gái làng chơi. Sang phần 2, Nghĩa bảo kê của Duy Hưng đã lột xác thành Nghĩa soái ca với những câu thoại rất đời mà rất tình với Lan và Quỳnh tuy nhiên theo kịch bản thì nhân vật nghĩa sẽ không có happy ending với cô gái nào mà sẽ có một cái kết dù bi dù không đến nỗi quá thảm nhé thế nhưng cái mà nghĩa thật sự thu hoạch được sau bộ phim là cảm tình của khán giả di hưng trong bộ phim mê cung trong bộ phim mê cung di hưng vào vai việt sói một tên giang hồ cộm cán tàn độc khiến nhiều người khiếp sợ Việt sói được coi là cánh tay phải của ông trùm ma túy Cường Lâm do nghệ sĩ nhân dân ưu tú công lý. Nhiều khán giả sau khi xem phim đã phải khiếp sợ khi nhìn thấy Việt sói với gương mặt hung tợn, mái tóc nhuộm bạc trắng, cặp mắt luôn gườm gườm, tính tình thì ngông nghênh, tàn độc. Dì Hưng đã có chia sẻ về vai diễn, tuy rằng anh không còn lạ lẫm với những vai giang hồ, nhưng cách thể hiện của mỗi vai khác nhau. Với Việt sói, ngoại hình cũng khá quan trọng cố gắng diễn để cho ra một tên giang hồ khi xem phim khán giả sẽ thấy được ở vai diễn của duy hưng là sự bặm trợn mất dạy ngông nghênh xăm trổ đầy mình thái độ bất cần luôn dọa dẫm đối phương là đàn em của một ông trùm ma túy nên việt sói luôn lấy cái thế của mình để áp đảo người khác trong mỗi vai diễn diễn viên giang hồ duy hưng luôn học hỏi những tiền bối đi trước tìm những cái mới, những hành động ngoài đời thực của xã hội để áp dụng vào trên phim ảnh và thể hiện sao cho khán giả ghi nhận vai nào anh cũng sống hết mình với nhân vật mình đóng. Ở vai diễn Việt Sói, Duy Hưng đã phải nhờ anh Phạm Thái phù thủy trang điểm ở VFC để làm cho bản thân anh trông thở nên ác hơn. Vì tạo hình của nhân vật Việt Sói ấn tượng nhất là hình xăm ở trên đầu, nên việc hóa trang được chú trọng rất nhiều. Trong phim Mê Cung phần 2, anh là người có thời gian hóa trang lâu nhất Vì hình xăm con sói trên đầu phải dán lên một cách vô cùng tỉ mỉ Thì mới rõ nét đẹp hình xăm được Để có được tấm hình xăm con sói này Chuyên gia hóa trang Phạm Thái đã mất không ít thời gian để tạo hình Sau đó là dán lên đầu Kỳ công là thế Nhưng vì đây là dòng phim tội phạm hình sự Luôn có những cảnh đánh đấm, giằng co Nên không thể tránh khỏi việc va chạm gây hư hỏng hình xăm trên đầu những lúc như vậy không chỉ có anh phạm thái phải làm lại một hình xăm khác mà cả đoàn sẽ phải chờ đợi hình xăm mới và quay lại cảnh đó luôn diễn viên duy hưng trong mùa hoa tìm lại đã là diễn viên thì ai cũng mong muốn được giao cho những vai diễn đa dạng bản thân anh cũng không ngoại lệ luôn muốn thử sức ở nhiều vai diễn có tính cách khác nhau và tạo sự mới mẻ cho bản thân duy hưng muốn sự xuất hiện của huyện của mình trên màn ảnh không chỉ đơn thuần là vai diễn đầu gấu, bạm trợn Mà mong muốn mỗi lần xuất hiện sẽ là một vai diễn hoàn toàn mới Một hình ảnh mới Vì thế, vốn quen thuộc với các khán giả qua những vai Xã hội đen như Quỳnh Búp Bê, Hồ Sơ Cá Sấu, Mê Cung Đây là lần đầu tiên Duy Hưng trong mùa hoa tìm lại Và vai ông bố bá đồng và chuyện Đóng cảnh khâu váy cho con gái đã gây cho anh không ít khó khăn Vì anh chàng vẫn chưa có con gái nên việc khâu vá đồ cho con mình chưa thực hiện bao giờ lúc thực hiện cảnh quay tuy có chút bỡ ngỡ nhưng anh cũng đã cố gắng hết sức sao cho cảnh quay đạt nhất nhân vật được thể hiện tốt nhất và đây là dạng vai diễn mới và lạ so với những diễn viên trước kia của anh vừa cục cằn vừa ít nói vừa thô lỗ nhưng ẩn sâu bên trong con người nhân vật bá đồng lại có rất nhiều cảm xúc luôn giúp đỡ người khác bá đồng là một vai rất đặc biệt khác hẳn với những vai diễn trước mà anh đã từng đảm nhận từ tính cách cho đến nội tâm nhân vật lời thoại rất ít đa số chỉ là hành động và thể hiện cảm xúc nội tâm đặc biệt bá đồng rất yêu thương con gái của mình thậm chí là yêu và thương con theo một cách thái quá nhưng tất cả điều đó đều có lý do của nó là một gà trống nuôi con anh phải cố gắng vừa làm cha vừa làm mẹ để con gái không cảm thấy sự trống trải trong tình cảm anh chàng luôn tự làm khó mình trong các vai diễn để thay đổi bản thân sao cho mỗi nhân vật đều có sự khác nhau phong phú và đa dạng hơn để luôn có sự mới lạ trong mắt người xem anh tìm và thấu hiểu mỗi vai diễn nhằm tạo nên sự khác biệt với các vai trước mỗi khi được giao cho bất kỳ vai diễn nào thì anh cũng đều tự tạo cho mình áp lực để có thể vượt qua chính bản thân và tiến bộ từng ngày và cũng vì thế, anh chàng đã bày tỏ được sự cảm ơn đạo diễn đã tin tưởng và trao cho anh vai diễn này. Anh cũng chia sẻ thêm, từ trước đến nay, vai diễn nào của anh cũng đều được vợ ủng hộ, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên vào vai một người cha nên vợ lại càng ủng hộ hơn. Có lẽ đây cũng là vai diễn mà vợ anh thích nhất trong tất cả các vai diễn. Khi được hỏi yếu tố cần và đủ để đối với một diễn viên, Di Hưng thẳng thắn nói rằng đối với hưng yếu tố quan trọng nhất của diễn viên đó là sự bản lĩnh bản lĩnh trên sân khấu bản lĩnh trong cuộc sống để tôi luôn là chính tôi và quan trọng đó là sự quan sát học hỏi không chỉ những người đi trước mà còn tất cả những người xung quanh mình những gì diễn ra trong đời sống nếu bạn yêu nghề hãy hết mình với nghề cháy cùng nghề diễn viên và đừng bao giờ để nguội những ngọn lửa trong co người của mình đối với diễn xuất di hưng với anh đồng cục xúc trong mùa hoa tìm lại đã trở lại với vai diễn mới hứa hẹn ấn tượng không kém đó là vai hiếu lì lợn hiếu vừa đi tù về hứng chịu sự miệt thị của dân làng vẫn vào ra vai dân giang hồ song di hưng khiến khán giả bất ngờ trước những biểu cảm có phần đáng yêu Nam diễn viên gây bất ngờ với những phân đoạn ghen tuông vô cùng đáng yêu khác hẳn với những hình tượng trước đây mà công chúng thường thấy. Trong tập 57, Hiếu đã phụ phịu khi hoài do diễn viên Trần Vân thủ vai. Dành cho những lời khen có cánh của các anh công an xã. Các anh cứ đùa cả ngày thôi nhưng không chuyện gì qua mắt được, giỏi thế, lại còn đẹp trai, cao, ngon. Hiếu nghe được đã cau mày tỏ vẻ khó chịu biểu cảm phụ phịu hờn dỗi của anh khiến nhiều khán giả thích thú lên đấy mà ở khen bằng mồm thôi sao mắt cứ phải long lanh như thế này nhá hoa đã có chủ rồi nhá chưa bao giờ thấy khen trồng dài như thế cả kiểu gì thế trong làng phố trong làng là bộ phim xoay quanh cuộc sống của những người dân xã tân xuân xảy ra nhiều vấn đề rối ren và âm mưu chiếm đoạt đất và quá trình được giải quyết các rắc rối của các anh công an xã Bộ phim được chiếu trong khung giờ vàng trên VTV1 vào thời điểm ra mắt, phố trong làng thu hút nhiều cuộc công chúng bởi dàn diễn viên trẻ đẹp, mới mẻ cùng với nội dung gần gũi, chân thực. Bộ phim truyền hình Gara hạnh phúc trên sóng truyền hình VTV3 trong khung giờ vàng phim Việt cũng tạo hiệu ứng mạnh mẽ. Sức hấp dẫn từ kịch bản cùng với dàn cast thực lực tạo nên thành công bước đầu cho phim là điều không thể phủ nhận. Trong số đó, sự góp mặt của Duy Hưng, gương mặt quen thuộc của nam màn ảnh nhỏ Việt cũng tạo nên sức hút rất riêng và thú vị cho phim. Gắn bó với diễn xuất từ sân khấu kịch đến phim truyền hình khá lâu ở những tuyến vai phụ, nhưng mỗi lần xuất hiện, Duy Hưng đều khiến người xem phải sâu sắc. Sau vai đồng trong mùa hoa tìm lại, đến nhân vật trung ở gara hạnh phúc, Duy Hưng hứa hẹn sẽ tạo nên dấu ấn mới trong sự nghiệp diễn xuất của mình không phải là một gã giang hồ bặm trợn trong người phán xử hay một anh trai quê mùa cục xúc kiệm lời trong mùa hoa tìm lại duy hưng trong gara hạnh phúc là một anh chàng trượng nghĩa nhưng vô cùng hài hước ngoài khả năng nhập vai tốt duy hưng còn cho thấy bản thân có sự tìm tòi đầu tư cho nhân vật mà mình thể hiện trong phim duy hưng và vai trung đàn em và nhân viên dưới trướng của khải bảo anh tại gara ô tô ngọc vân trùng châu trước đây bỏ nhà lang thang và được khải giúp đỡ nên sau này làm việc tại gara giao cho khải tuyệt đối trung thành với khải và cũng được khải bảo vệ giúp đỡ dù giao diện bên ngoài vẫn có nét dữ dằn thường thấy nhưng bên trong trung châu lại có một nội tâm yếu đuối chính đặc điểm này khiến cho trung châu làm nên những tình huống tấu hài vô đối trong gara hạnh phúc sau thành công với các vai diễn mà mình đã tham gia Đầu tháng 12 năm 2019, Duy Hưng kết hôn trong sự vui mừng, xen lẫn bất ngờ của nhiều anh em nghệ sĩ thân thiết bởi nam diễn viên khá hức kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trong khoảng thời gian mà hai người hẹn hò, cả Duy Hưng và bà xã đều không có bất kỳ hình ảnh nào trên trang cá nhân của cả hai. Bà xã của Duy Hưng là Huyền Nguyễn, sinh năm 1995 và cũng là một diễn viên quen mặt với khán giả trẻ. Vợ của Duy Hưng sở hữu gương mặt đẹp thân hình nóng bỏng được xem là ác nữ trong làng sitcom cô nàng đảm nhiệm các vai ác nữ trong các bộ phim sitcom tiểu phẩm hài của ham tv big tv trong các bộ phim sitcom mà cô từng tham gia huyền nguyễn thường tham gia vào vai các có vẻ ngoài sành điệu tính cách đành đá và ghê gớm sau khi hôn lễ hoàn tất vợ chồng duy hưng mới lần lượt đăng tải trên trang cá nhân với lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè trong loạt ảnh này phan phát hiện người mà duy hưng gọi là bố là diễn viên hoàng dũng người thủ vai phan quân nổi tiếng trong người phán xử cùng sát bên và hỗ trợ duy hưng cũng như nhiều diễn viên trẻ nên từ lâu hoàng dũng được thế hệ đàn em gọi bằng cái tên thân thương bố video của mình tới đây thôi hy vọng đã mang lại cho các bạn những thông tin bổ ích hãy bình luận ý kiến riêng của mình ở phần comment ở phía dưới nhé và đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ xin chân thành cảm ơn chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ tràn đầy năng lượng và luôn luôn giữ gìn sức khỏe xin cảm ơn